Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mặc dù hiện nay cơn bão số 10 đã qua đi, nhưng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn nhiều mây và có mưa. Một số nơi có mưa với lượng mưa khá lớn. Đến tối và đêm thì mưa có xuống giảm dần, nhưng một số nơi vẫn có mưa vừa đến mưa to, tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Do kết hợp với lượng mưa lớn do bão số 10 gây ra, các huyện vùng núi từ Hà Tĩnh, Quảng Bình có nhiều khả năng xảy ra lũ quét, sở đất. Vùng đồng bằng từ Nghệ An đến Quảng Bình vẫn còn ngập úng ở các khu vực trũng, Thời tiết không những ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của bà con, mà với những tuyến đường huyết mạch trên khu vực này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến khu vực Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng đang chuyển xấu dần. Nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngoang qua các tỉnh Nam Trung Bộ đang được hình thành, nên ngày và đêm nay mưa lại có sướng tăng lên với những cơn mưa rông xuất hiện trên diện rộng và thường rơi vào thời điểm tan tầm, phần nào ảnh hưởng đến giao thông. Không giống như miền Bắc và miền Nam đã bước vào thời kỳ cuối mùa mưa, các tỉnh miền Trung đang vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Chính vì vậy mà bà con cần có những biện pháp ứng phó phù hợp để giảm thiểu các nguy cơ ngập ống và lũ lụt. Quay trở ra các tỉnh phía Bắc, ngày hôm nay trời nhiều mây và có lúc có mưa, mưa tập trung chủ yếu vào buổi sáng. Tiết trời khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày, không vượt quá ngưỡng 27 độ. Và thời điểm nửa đêm về sáng thì trời xe lạnh, nên khi ra đường vào sáng sớm thì quý vị và các bạn đừng quên mang theo áo khoác nhẹ để giữ ấm cho cơ thể. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, sự tăng cường yếu của khối khí mát từ phía Bắc khiến cho bầu trời khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay duy trì nhiều mây, đôi lúc có mưa và tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 22 đến 23 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 27 độ, độ ẩm trong không khí khá cao, vào khoảng 85%. Và nhìn chung thì thời tiết mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên thì do đang trong thời điểm ra mùa nên những bệnh về đường hô hấp rất dễ xảy ra, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Để hạn chế được tình trạng bệnh thì quý vị và bạn nên lưu ý đến việc sử dụng trang phục hợp lý khi ra ngoài trời vào lúc sáng sớm hay vào buổi tối. Toàn tại khu vực thành phố cả biển Hải Phòng, do nằm ở gần biển nên thời tiết nơi đây ẩm ướt hơn so với khu vực Hà Nội. Trong buổi sáng nay thì độ ẩm không khí khá cao và trời có mưa. Tuy lượng mưa được dự báo không lớn nhưng cũng khiến cho những tuyến đường trong nội thành và cả đường vành đai trở nên trơn trượt. Và để đảm bảo an toàn thì quý vị và các bạn nên lái xe ở tốc độ vừa phải và giữ khoảng cách hợp lý. Từ trưa chiều thì trời tạnh giáo dần và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 25 đến 26 độ. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Đến đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Đợt vào khoảng 90%. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng những cơn mưa tạm thời ngưng trong ngày hôm nọ qua nhưng có xuống tăng lên trở lại vào ngày hôm nay. Và nhìn chung thì thời tiết trong đất liền ngày hôm nay không ổn định, lúc mưa lúc tạnh khiến cho các hoạt động dân sinh phần nào cũng bị ảnh hưởng. Vùng ven sông biển thì những đám mây đối lưu từ biển cũng tạt vào, gây mưa rào và rông, đôi khi thì còn kèm theo gió rất mạnh nên không an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, nhất là vào thời điểm chiều tối và đêm nay. Nên nhiệt độ trong ngày tại Đà Nẵng sẽ duy trì ở mức từ 23 đến 27 độ, độ trung bình từ 85 đến 90%. Tại các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và ngày hôm nay thì thời tiết có sự chuyển biến dần và không được thuận lợi như ngày hôm qua nữa. Ngay từ buổi sáng trời đã khá là nhiều mây, đến trưa và chiều những đám mây đối lưu có xuống phát triển mạnh dần và mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Từ khoảng sau 4 giờ chiều là lúc mưa rông đạt cường độ mạnh nhất nên đến giờ tan tầm, một số tuyến phố trũng có thể xảy ra ngập úng, gây khó khăn cho việc lưu thông. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ ngày hôm nay tại khu vực dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ, độ trung bình từ 85 đến 90%. Tiếp theo đến với khu vực miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ. Do nằm trong trường gió Tây Nam đang có sướng phát triển mạnh, nên ngày và đêm ngày hôm nay mưa cũng tăng dần cả về diện và lượng. Thời tiết mưa nhiều và ẩm ướt nên không thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Ngoài ra thì hiện tượng rông xét có thể xảy ra trong cơn rông rất nguy hiểm nên bà con cần tìm nơi tránh trú an toàn khi đi làm đồng, nhất là vào thời điểm chiều tối. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị của kênh VDC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.